Đây là khung cảnh xếp hàng tại bến du thuyền Water Taxi của những du khách chờ đi thuyền gondola trên sông Verney tại Rangoon, Phú Quốc. Trời nóng quá. Thật sự, tôi nhìn 30 phút trên thế giới, chưa chỗ nào sông Verney đẹp như nước Ý này. Xếp hàng từ sáng, nhớ nhá, từ sáng đến được đây nha. Xếp hàng từ sáng, nhớ nhá, từ sáng. Nhìn cái gì mà nhìn, tao là cực phẩm của thế giới đó con. Làm cái cho biết mùi vậy không? Đù, nhớt nát. Đây nha. Xếp hàng từ sáng, nhớ nhá, từ sáng đến đây nha. Oh, 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 oh